Studio đang cho các bạn xem những chú kangaroo tại sở thú Zoolander ở Nhật Bản nha. Nhưng mà ngắm mấy chú kangaroo này là tôi nhớ đến một câu chuyện rất là hy hữu về một con kangaroo đực có thể sinh con ở vườn thú Siberia. Cái ông giám đốc của sở thú cũng ngạc nhiên nói với báo chí rằng trong giấy tờ chứng nhận nó là một con kangaroo đực thì tại sao nó có thể đẻ ra một con kangaroo con được? Bởi vì á, việc mang thai của chuột túi bây giờ là một cái quá trình phức tạp, phôi thai phát triển ở trong túi mẹ, vì thế rất khó biết được toàn bộ cái quá trình mang thai của cái loại sinh vật này. Khoa học vẫn chưa có nghiên cứu được mà giờ người ta chỉ nhận ra là chuột túi đực có thể đẻ con. Hết hồn chưa bà con?